Đối với những người đam mê thời trang đồng hồ đeo tay thì dòng đồng hồ G-Shock nổi tiếng của Casio đã không còn xa lạ gì. Trong nhiều năm liền, G-Shock luôn là biểu tượng hoàn hảo của sự kết hợp tuyệt vời giữa thời trang mới với công nghệ đỉnh cao. Và vào những ngày đầu tháng 8 vừa qua, tour diễn toàn cầu của đồng hồ G-Shock mang tên G-Shock Shock the World, một trong những sự kiện văn hóa nổi bật luôn được mong đợi và chào đón nồng nhiệt ở hơn 15 nước trên thế giới, nên đã đến thành phố Hồ Chí Minh với một vị khách mời đặc biệt là ông Kikuo Ibe, cha đẻ của G-Shock. Ông Ibe đã làm việc cho Casio 35 năm và góp phần tạo nên thành công cho thương hiệu. Bên cạnh đó, xuất hiện trong buổi họp báo chào đón sự kiện quan trọng này là diễn viên Johnny Trí Nguyễn, người được chọn làm gương mặt đại diện cho G-Shock tại Việt Nam. Johnny Trí Nguyễn cùng Casio đã cho tạo ra mẫu đồng hồ G-Shock độc quyền tại Việt Nam, mang dấu ấn của Johnny Trí Nguyễn. Mẫu đồng hồ G-Shock này được dành làm quà tặng cho các quan khách tham dự trong đêm tiệc G-Shock Shock the World. Đến Việt Nam lần này, ông Kikuo Ibe hào hứng chia sẻ. ベトナムの若い人はとても、ニコニコしてて元気がいいです。だから G-Shockのタフの時計をぜひベトナムの若い人たちにもしていただきたいなと思っております。Đêm tiệc G-Shock Shock the World diễn ra ngay sau buổi họp báo cũng không kém phần thu hút, khi ngoài Johnny Trí Nguyễn có sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam như Nam Vương Tiến Đoàn, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng, Rapper Suboy, Nu Phước Thịnh, nhóm 365, nhóm It's Time. Chính những màn biểu diễn bùng nổ của những vị khách này đã mang đến cho đêm tiệc G-Shock Shock the World